Pháp gặp Tây Ban Nha ở chung kết bóng đá nam Olympic Paris 2024. Chủ nhà Pháp thắng Ai Cập 3-1, còn Olympic Tây Ban Nha hạ Morocco 2-1 ở bán kết đêm ngày 5 tháng 8. Hai nền bóng đá châu Âu sẽ đối đầu ở trận chung kết bóng đá nam Olympic Paris 2024. Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Paris 2024 22:00 ngày 8 tháng 8, Ai Cập, Morocco, tranh hạng 3, 23:00 ngày 9 tháng 8, Pháp, Tây Ban Nha, chung kết, chủ nhà Pháp được đánh giá cao hơn Ai Cập ở bán kết. Tuy nhiên những phút đầu tiên hai đội chơi ăn miếng trả miếng, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sau 60 phút thi đấu, tỷ số vẫn đang là 0-0. Ai Cập đã tạo nên sự khác biệt ở phút 62 khi cú đá quyết đoán với lực căng của Mahmoud Saber không cho thủ môn Red cơ hội nào. Mở tỷ số 1-0 cho đại diện châu Phi. Việc chơi hơn người giúp Olympic Pháp thắng Ai Cập ở hiệp phụ, ảnh Getty. Chủ nhà Pháp dồn đội hình lên tấn công và có những thời điểm cảm thấy vô vọng. Mặc dù vậy, ở phút 83, Mateta băng lên rất nhanh, dứt điểm quyết đoán để gỡ hòa cho Olympic Pháp. Đại diện châu Âu đòi quả phạt đền ở cuối trận, nhưng sau khi xem lại công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối. Hai đội bước vào hiệp phụ, phút 92, Omar Fayed của Ai Cập nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân sớm. Việc được chơi hơn người giúp Pháp dễ dàng triển khai tấn công và ở phút 99, Mateta hoàn tất cú đúp giúp Pháp dẫn trước 2-1. Ai Cập gần như bất lực trong việc lên bóng và đến phút 108, Olis với pha dứt điểm cận thành giúp Pháp dẫn trước 3-1. Đại diện châu Âu chơi ung dung ở cuối trận và bảo toàn chiến thắng để ghi tên vào trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Đội hình thi đấu Olympic Pháp: Red, Sidilia, Bay, Lukeba, Truffaut, Akilau, Diop, Chotac, Olis, Lacazette, Mateta bàn thắng, Mateta 83-99. Olis 108, Olympic Ai Cập: Ala, Fayed, Abdemlet, Saber, Eldes, Elneny, Shihata, Koka, Gijo, Faisal, Adel bàn thắng, Saber 62 ở trận bán kết thứ hai. Morocco trình diễn lối chơi chắc chắn và khó chịu như cách họ từng thể hiện trước Argentina ở vòng bảng. Đại diện châu Phi vượt lên dẫn trước ở phút 37 sau quả phạt đền thành công của Rahimi ở phút 34. Sang hiệp 2, Olympic Morocco nỗ lực tối đa để phòng ngự nhưng họ vẫn nhận bàn thua ở phút 66. Fermin Lopez tận dụng pha phá bóng thiếu quyết đoán của hậu vệ đối phương để tung cú sút vào góc gần, gỡ hòa 1-1 cho Tây Ban Nha. Olympic Tây Ban Nha có lần thứ hai liên tiếp có mặt ở chung kết bóng đá nam Olympic, ảnh Getty. Hai đội chơi tấn công quyết liệt ở khoảng thời gian tiếp theo. Phút 83, Morocco có cơ hội ngon ăn để ghi bàn nhưng Rahimi dứt điểm quá chậm. Ở tình huống ngay sau đó, hậu vệ Juanlu Sanchez bất ngờ xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút chéo góc, không cho thủ môn Morocco cơ hội cản phá. Khoảng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để đại diện châu Phi lật ngược thế cơ hội duy nhất họ tạo ra là cú sút vọt xà ngang của Hakimi ở phút 89. Tây Ban Nha bảo toàn chiến thắng 2-1 và họ có lần thứ hai liên tiếp vào chung kết bóng đá nam Olympic. Ở Olympic Tokyo 2020, Tây Ban Nha thua Brazil ở trận chung kết và họ quyết tâm đổi màu huy chương khi gặp chủ nhà Pháp ở chung kết năm nay. Lần gần nhất Tây Ban Nha giành huy chương vàng bóng đá Olympic là ở Barcelona năm 1992. Đội hình thi đấu Olympic Morocco: El Kayou, Hakimi, Bukami, El Ayouji, El Wahi, Tagalin, Richardson, Akhomad, Benseger, Ejalojili. Rahimi bàn thắng, Rahimi 37, Olympic Tây Ban Nha: Tenas, Kubil, Kubasi, Garcia, Miranda, Barrio, Bana, Oroz, Fermin Lopez, Gomer, Ruiz bàn thắng, Fermin Lopez 66, Sanchez 85.